Xin chào tất cả các bạn. Bữa nay các bạn có nhận ra đây là ai không? Bữa nay có món mới các bạn ơi. Bữa nay em làm món gì vậy em? Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình mới suy nghĩ ra cái món này. Thì cái món này nói chung là rất là quen thuộc với tất cả mọi người, ai cũng biết món này hết. Đó là bánh tay yến. Em biết bánh tay yến không? Bánh tay lỗ tay con yến á hả? Bánh lỗ tay con yến, thôi cứ quyết định vậy đi, bánh lỗ tay con yến. Mà đó giờ anh đâu biết bánh lỗ tay con yến ra làm sao? Ủa anh ở Sài Gòn mà không biết bánh tay yến hả? Không. Phải không? Không. Thiệt luôn hả? Món này là món đặc sản miền Nam đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ giới thiệu nguyên liệu cho các bạn. Thì ở đây mình có là 270g bột gạo. Đó, mình bỏ vô đây. Còn ở đây là 30g bột năng ha. Rồi ở đây là 30g bột nếp. Đây là có 3g đường. Rồi mình có một cái trứng với một bịch vanilla sugar. Đây. Đó. Ở đây mình có là 150g nước lạnh, để nước bình thường thôi, không nóng mà không lạnh, nước bình thường. Rồi ở đây là 225g nước cốt dừa. Đó. Còn đây là 150g đường trắng. Đó, vậy thôi. Thì bây giờ mình đổ hết mấy cái này vô ha, mình đổ hết bột này vô, mình trộn, ba cái bột này. Cái món này cũng lâu lắm rồi không ăn nè. Cách đây mấy năm mình đi chơi bên Úc á, rồi bà con bên đó bả làm bánh này, bà làm bà bán rất là ngon. Bà chỉ cho mình làm. Rồi về đây mấy năm rồi có làm được một hai lần. Ăn cũng ngon. Rồi mình trộn cái này lên cho nó đều. Nước dừa mình sẽ đổ vào đây. Nước dừa. Còn cái này đường mình cũng bỏ vào hết luôn. Thì bây giờ là mình sẽ đi nấu cái này. Nước cốt dừa với lại với đường nè các bạn. Thì mình nấu cho nó vừa ấm thôi. Đừng không phải là nóng quá, vừa ấm cho nó đủ tan đường là ok thôi. 5 bấm nó tan là mình lấy xuống. Cái này là sau 5 phút mình đã nấu nè các bạn. Bây giờ mình tắt. Tại vì cái này là không cần nóng. Chỉ cho tan đường thôi. Tan hết rồi. Bây giờ mình cho cái vanilla này vô đây luôn. Trộn lên chút xíu. Ok, bây giờ cái trứng. Thì cái này là mình đánh nó ra. Đánh cho lên bột. Cái này
mà mình có trứng trứng vịt thì màu nó đỏ hơn, vàng hơn vậy, nó đẹp. Cái này không có sạch trứng gà. Nước lạnh vô đây để hết luôn. Rồi bây giờ mình, trước khi mình đổ trứng vô đây mình lược lỡ còn trứng dính sạch. Bỏ trứng với nước lạnh vô đây, giờ mình trộn ha các bạn. Trộn. Giờ mình sẽ bỏ tay mình vô mình nhồi nó. Cái này cái cực nhất là nhồi bột này. Bột mình phải nhồi thì bánh nó mới ngon, nó mới có rễ tre nữa. Chỉ trộn trộn nó vậy thôi, trộn cho nó đều vô. Bây giờ mình nước dừa với đường là mình đổ vô, mình đổ từ từ thôi nha các bạn, mà đổ từ từ mình nhồi xong mình đổ vô tiếp. Thơm quá. Đổ từ từ thôi, mình nhồi thôi, mình tiếp. Vừa thơm quá trời luôn. Ở đây còn miếng nước dừa nè các bạn, mình cho vô hết luôn. Nhìn hấp dẫn quá ta. Nghe thơm không? Thơm á. Thơm. Còn cái vanilla. Bây giờ hết. Đó thì bây giờ mình tiếp tục nhồi nha các bạn, mình nhồi 30 phút. Tại vì cái bánh này là mình nhồi càng lâu là bột nó ngon. Đó. Mình phải làm cho mình trong đây là nó phải tan hết. Mình nhồi như vậy là 25 tới 30 phút. Xong rồi mình mới cho bột nghỉ từ 3 tiếng rưỡi tới 4 tiếng. Thơm quá, thơm luôn. Hello. Thì cái này là sau 4 tiếng mà các bạn. Sau 4 tiếng bột nghỉ nè. Bây giờ mình lấy ra. Mình quậy nó lên. Bột này cũng được rồi. Mà nếu mà thấy hơi đặc á thì mình có thể cho thêm chút xíu nước thôi. Một muỗng cà phê thôi. Thơm ha, mình trộn cho nó đều lên hết, bắt đầu mình mới chiên. Với các bạn, đây là cái bếp huyền thoại, rồi cái chảo này cũng huyền thoại luôn. Cái này á, là lúc mình đi qua bên Úc chơi đó, và
bà cô mình bà tặng này, tại vì bà làm bánh bà bán bên đó, bà làm bánh tây yến rất là ngon. Thế bà nói thôi bà chỉ cho làm, với bà tặng cho cái này luôn. Bây giờ mình đi vòng vòng đây cũng 2-3 chợ để mình kiếm cái lớn hơn chút xíu, mà không có chợ nào có hết. Em tắt lại anh ơi. Bà quên giới thiệu cái ly, có cái ly điện thoại luôn nè đó. Ly cũng từ bên Úc về luôn đó. Cái ly người ta để uống rượu tự nhiên mà đi lấy lau bột nè. Rồi thì chiên cái bánh này là các bạn phải để ý cái lửa nha, lửa là không có được cao. Cái này nó cũng hơi cao chút rồi đó, cao là nó khét hết, có thấp thôi đó. Đổ vô đây trong cái ly này, như thế này rồi, giờ đổ bột vô này. Nó phồng lên liền em hả? Chị cái hoa ha. Ừ. Mình yến vô lớn, cái tay yến dữ lớn vậy. À biết. Thôi nói giờ mình chưa biết hoa yến. Phải không? Chưa biết yến hả? Chưa biết. Khó chịu, nóng quá cũng không chịu, lạnh cũng không chịu, lỏng quá cũng không chịu, đập nói chung là khó chịu. Đó, wow, này giống như cái nón như là yến gì. Trời đất, phùng lên đẹp quá vậy. Thì giống cái nón quá vậy hả? Giống cái nón. Wow. Em đứng ngay canh lửa, em không dám đi đâu. Nó khó chịu lắm, em khó chịu. Đẹp quá ha. Giống cái nón. Giống cái nón chứ. Ủa sao giống cái nón mà kêu tên là Yến là sao? Bên này. Giờ cái này ra. Cái này ra, cái này vô liền. Wow. Trời, nó xù lên rồi, nó xù lên rồi kìa. Nó phồng lên rồi kìa. Lợi hại thiệt. Em thấy rẻ tay chưa? Đó, làm ra được rẻ gì nhồi bột này kia kỹ. Wow. Đẹp không? Đẹp, 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 đẹp. Ừ, cái vậy là thứ tự chiên thôi. Chiên, chiên cho hết. Cứ em này ra là em ghi vô liền, em này ra kêu ghi vô liền hả? Xoay 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 bánh tròn.
Wow. Ý hình như cái nón luôn các bạn ơi. Lợi hại vậy ta. Các bạn ơi, đây là một mâm bánh tay yến của vợ mình mới chiên xong rồi các bạn ơi. Coi hấp dẫn không? Trời ơi, trưng bày đẹp quá vậy ta. Bông hoa rồi nữa. Mời các bạn cùng ăn với mình miếng cho vui nha. Wow, làm đẹp quá vậy em. Đẹp ha. Mời các bạn cái nha. Wow, các bạn coi ngoài sau này nó rễ luôn, có rễ luôn như bánh bò vậy đó. Ăn cái thử nha. Giòn rụm luôn mà chính giữa dẻo, bột dẻo. Ngon quá em ơi. Lỗ tai con yến thì ngon quá. Này các bạn coi, ở trong nó rễ tre, rễ như là rễ tre nè các bạn. Nhìn thấy đẹp đấy sao? Như là cái tổ yến ở trong này. Cái này chắc người ta kêu bánh tổ yến chứ không phải là bánh tai yến đâu. Mà ai biết đâu. Quá hấp dẫn. Ăn này mà uống nước trà hết tẩy luôn. Các bạn cùng ăn với mình miếng cho vui nha. Đòn rụm luôn. Mình xin ngừng video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra coi video clip của vợ mình làm bánh tay yến. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Xin chào các bạn. Bye bye.